xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio tiên hiệp kiếm hiệp mc Tiến phong hôm nay thì uh, Tiến phong sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh bộ truyện tiên hiệp đang uh, rất hot và được đánh giá rất cao trong thời gian gần đây đó là bộ truyện xích tâm tuần thiên của tác giả tinh hà dĩ thậm và bản dịch là bản dịch của nhóm dịch giả thiên tuyết uh, các bạn mà đã nghe mình đọc bộ truyện uh, mục thần ký hắc tây du À, một bộ truyện có chiều sâu âm mưu và các nhân vật thì có rất nhiều đất diễn kể cả chính lẫn phụ thì chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng với bộ truyện này và mình hy vọng với bộ truyện mới này ở trên kênh sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều như là hồi mình đọc hoác Tây Du vậy mình nói sơ qua một chút về đầu bộ truyện này bộ truyện này thì nhân vật chính có tên là Khương Vọng và trong một lần bị hãm hại nguy kịch phải ẩn thân dưới thân phận một gã ăn mày ở trong đạo quán tại đây vô tình đã chứng kiến một cuộc thanh trừ lẫn nhau. Khương vọng đã có được cơ duyên, lấy được di vật và thoát được hiểm cảnh và bắt đầu con đường tu đạo của mình. Trước khi vào bộ truyện thì uh, cho phép tiến phong uh, xin chân thành cảm ơn nhóm dịch giả Thiên Tuyết, các bạn đã hỗ trợ và hợp tác cung cấp tác quyền của bản dịch để tiến phong có thể truyền thể audio bộ truyện hay này đến tất cả các bạn thưởng thức. Và hiện tại thì uh, chuyện đang được nhóm dịch Thiên Tuyết uh, phát hành ở trên web truyện tiên vực các bạn có thể ủng hộ các bộ truyện của nhóm dịch thiên tuyết theo cái đường link mình để ở mô tả video nhé và do đây là một bộ truyện mới và là thể loại thể loại tiên hiệp như các bạn đã biết thì nó sẽ có rất dài và nó có chiều sâu nó là một đường dài thì hy vọng các bạn hãy ủng hộ tiến phong và giúp phong like cũng như là chia sẻ giúp phong cái tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện và các bạn hãy cố gắng nghe đến trên 15 tập đầu tiên Để chúng ta có thể cảm nhận được cái nội dung cũng như là cái sự hấp dẫn của bộ truyện này nhé Rượu ngon thì chúng ta hãy uống từ từ Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập đầu tiên của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiện Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái xích tâm tuần thiên tập 1 mặt trời treo cao đưa ánh sáng và sức nóng công bằng xuống nhân gian không phân già trẻ không phân quý tiện yêu thích hay là vô tình hiệu non tìm nước bên dòng suối chim sải cánh bay xuyên qua rừng chân trời lóe lên tia sáng đỏ đậm nơi phương xa nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến gần Hợp thành một quả cầu lửa lớn Vạch phá bầu trời Quả cầu lửa vô cùng nhanh Chỉ mấy hơi thở đã vượt qua ngàn dặm sơn hà của Trang Quốc Chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt Thì bỗng nhiên có một luồng sáng đen Sông lên thời không Cản nó lại Ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo Nguyên khí trở nên mãnh liệt Chỉ trong nháy mắt Bốn phía đông tây nam bắc Cùng nhau lóe lên ánh sáng Cả một vùng bầu trời phía đông bắc của Trang Quốc Bị mây đèn bao phủ Chỉ trong thoáng chốc Bầu trời trong xanh chuyển thành xám xịt Một tiếng vang đột nhiên nổ tung ở trên không trung Cầu sát huyền âm Điểm sáng kia chỉ dây dưa với sát vân một lát Rồi đột nhiên rơi thẳng xuống Điểm sáng càng rơi càng nhanh càng nhìn càng lớn đến cuối cùng nó phát ra tiếng ầm ầm như là sao băng rơi vậy vùng ngoại ô thành phong lâm vốn là vô cùng hoang vu chẳng có nhà cửa cũng chẳng có người ở gần đó chỉ có một đạo quán nhỏ bé cũ kỹ đã bỏ hoang từ lâu ầm một tiếng quả cầu lửa kia rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu Giống như là đang bị một nguồn sức mạnh nào đó kiềm chế Địa chấn không lan rộng Sau khi bụi mù tán đi liền để lộ ra thân hình của một nam tử Mặc y phục đỏ rực Chỉ thấy người này May kiếm tuấn đáng Bộ y phục đỏ rực trên người Điểm hoa văn phức tạp Nhưng mà trang nhã Càng làm nổi bật thêm vẻ bất phàm quán Có điều lúc này tóc mai hắn rối tung Áo bào cùng vết rách Giống như là có vẻ rất chật vật Chẳng ngờ tà quang liệt ta Cũng có lúc phải chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này Nam tử mặc diễm bào hơi đảo mắt nhìn quanh bốn phía Ngữ khí mệt mỏi Khó hiểu đến tiếng Nơi này tên là gì? Ngày đột nhiên chuyển thành đêm Lại có sao băng rơi xuống Khiến cho mấy tên ăn mày sống nhờ trong đạo quán rách nát Vô cùng sợ hãi Liên tục dập đầu trước cửa đạo quán Giờ thấy có người lên tiếng hỏi Thì mới thấp thỏm trả lời Tiên nhân lão ra Đây là ngoại ô thành phong lâm Đạo quán này Chúng ta Chúng ta cũng không biết tên Ngón tay của nam tử mặc diễm bào khẽ nhúc nhích Định tiêu diệt mấy tên ăn mày này Hiện giờ đang là thời loạn lạc Các nước không ngừng chinh chiến Nhưng mà mấy năm gần đây Chẳng có trận chiến nào có quy mô Tạo nên chấn động rộng lớn như là cuộc chiến tần tấn sở này Cả hai bên có gần 10 vạn tu giả tham chiến Trung tâm của chiến trường Bình nguyên hàn cốc Chẳng còn một gốc cây ngọn cỏ Đất sụp trăm dặm Mà thân là thiên kiêu của phe thất bại Còn đơn độc đánh xuyên qua hàm cốc quan suýt đỡ đã nghịch truyền chiến cuộc Nên dù bị truy sát cùng trời cuối đất Hắn cũng không oán thán Có điều Những tên khất cái này cũng là khất cái của trang quốc trang quốc đại giám âm thầm hiệp trợ cho nước tần bạo ngực để bọn chúng bố trí mai phục trong trang quốc những kẻ này đều là đáng chết đám ăn mày như được đại xá đứng vội dậy bỏ chạy chỉ có một tên ăn mày vừa nãy đáp lời hắn kia còn đang do dự trong chốc lát nhưng mà đã bị đồng bạn bên cạnh kéo cho lảo đảo người muốn chết sao chẳng có ai muốn chết cả dù là ăn mày Họ cũng có thể nói chính là bởi vì không muốn chết Nên mới trở thành ăn mày Cầu thà là vì muốn sống tạm bỡ Thiên tượng biến rời Khiến cho đám ăn mày vô cùng lo sợ Thân thể vốn bị tổn hại vì lạnh và đói Này bỗng bộc phát tốc độ trước giờ chưa từng có Liều mạng mà chạy Tà Quang Liệt không nhìn theo Nhưng mà mày kiếm lại hơi nhú không mang đồng bạn của các ngươi đi sao? trong phạm vi linh thức nhận biết chẳng gì có thể che giấu được hắn cả. bức tượng thần bằng gỗ trong đạo quan đã chẳng thấy đâu. có lẽ là bị đám ăn mày phá đi làm củi đốt rồi. nhưng trên bàn thờ, giờ phút này vẫn có một tên ăn mày ốm yếu đang nằm ở đó không nhúc nhích. có lẽ là thoi thóp nằm chờ chết đi. đây chính là nguyên nhân khiến cho tên ăn mày kia do dự đám mặt mày vội vàng bỏ trốn nên không muốn mang theo gánh nặng cũng chỉ là việc thường tình nhưng mà đối với tà quang liệt thì khác hai chữ đồng bạn này đối với anh mà nói quá là chân quý nếu không phải có đồng bạn sống vai chém giết sao hắn có thể thoát khỏi tu la chàng ngập trời kia nếu không phải có đồng bạn hắn dùng máu đoạn học sao hắn có thể hoàn thành kinh thế rồi cho hôm nay phải bỏ mạng tại đây Hắn biết rõ thân thể mình Đã như là diều dầu hết đèn tắt Nhưng hắn sẽ không quên Là ai đã giúp hắn một đường tiến lên Lời của tiên nhân thần bí Đám mặt mày không dám cự tuyệt Bọn chúng lại chạy trở về như ông võ tổ Mỗi kẻ bị trở thành ăn mày đều có bất hạnh của riêng mình Nhưng lại giống nhau Là ra sức dễ dụ Cầu xin sự sống những tên ăn mày gầy trơ xương Đầu giúp toàn đực Thơ hồng học Phi nước đại Nhưng trong mắt một số kẻ đang quan sát nơi này Bọn họ chẳng khác nào một con kiến ương ngạnh Chẳng nhanh hơn một con ốc xê Quả thực Là quá chậm Chết đi Âm thanh tích tụ đã lâu Nổ tung trên đất bằng như là không thể chờ đợi được nữa Ngay lúc âm thanh này vang lên Phía trên trời bỗng nhiên có tiếng xích gần đến Dương mắt nhìn lên Vô số thủy tiễn nửa trong suốt như đàn trâu Chấu bay tới Bị lực lượng nào đó tụ lại Đồng loạt bắn về phía thiếu niên mặc diễm bảo Thủy hành nguyên khí điên cuồng phun trào tại mảng khu vực này Mưa tên nửa trong suốt hiện lên hình phễu to lớn Che đậy cả bầu trời Đây là vạn lưu tiễn vũ Đạo thuật có tính va chạm và sát thương trong phạm vi cực lớn Của đại tần quân bộ nó cần thời gian rất dài để tụ thể Và một khi thành hình Thì gần như là không thể nào tránh được Tình báo nói về nội dung của môn đạo thuật này Tà Quang Điệt không hiểu Nhưng mà hắn chỉ hơi nhú mày Đến rồi Tà Quang Điệt ngẩng đầu nhìn trời Kinh phong khuấy động diễm bào của mái tóc dài hắn Hắn giơ tay phải lên cao Ống tay áo rộng của diễm bào trượt xuống để lộ cánh tay được điêu khắc như là ngọc thạch Trắng nõn và hữu lực Một đốm sáng màu đỏ rực được sinh ra trong lòng bàn tay quán Sau một khắc điền phát ra ánh sáng chói mắt Ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phương tám hướng Giờ phút này Tà Quang Điệt tựa như là đang giơ một mặt trời con vậy Đây là đạo thuật do Tà Quang Điệt tự sáng tạo Năm 15 tuổi Hắn đã dùng thuật này Tại đại hội Hoàng Hà Một lần thành danh Dương bạo Vô số thủy tiễn Nửa trong suốt phản chiếu ánh sáng thành đủ năm màu sắc Nhưng mà chỉ trong chốc lát đã bị sắc đỏ nhuộm thấm Đó là màu đỏ vô cùng cuồng bạo Vô cùng sực sỡ Lấy tay phải của tà quân liệt làm tâm Bầu trời trong phạm vi trăm trượng Đã bị màu đỏ bao phủ Vạn liều tiện vũ cũng vì vậy Mà như bốc hơi một màn này như là một bức tranh quá mức trắng đậy Đến mức chẳng ai có tâm sức chú ý đến Nét mực nhạt nơi góc cả Trước khi Dương Bảo khuếch tán ra Mưa tên nhiều vô số kẻ ào ảo rơi xuống Đám ăn mày đang bỏ giờ kia Thi nhau ngã xuống đất Trên thi thể có trăm ngàn lỗ thùng Đều là bị xuyên thủng Thậm chí đến cả cơ hội phát ra tiếng hét cũng không có Mà lập tức đã mất mạng Sinh mệnh lại yếu ớt đến như vậy <laughs> lạm sát cũng là đạo làm người sao tào quang liệt nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai lời này chẳng biết là nói với ai nhưng mà đôi con ngươi rực rỡ như là ánh sao trời đã dần dần bị một loại cảm xúc lạnh lẽo bao phủ ai dám đường tay ngay tại thời điểm giết tào quang liệt thì kẻ đó quả thực là vô cùng ngu xuẩn nương theo giọng nói lạnh bằng một nhóm 19 người mặc đạo bào đặc chế màu đen Hiện thân bên ngoài đạo quan rách nát Gần như đã đã phong tỏa hết các con đường có thể chạy trốn Đạo già cầm đầu có khuôn mặt gầy gò Màu da tái nhật Huyền bào trên người có hơi khác biệt Nơi vạt áo có thêu xương văn hoa lệ Đôi con người hẹp dài Giờ phút này đang nhìn tàu quang liệt chăm chú Cất giọng nói to <laughs> Chỉ là sầu kiến mà cũng đòi lọt vào mắt của ngươi sao Trong lúc ông ta đang nói Đám đạo giả huyền bào đến cùng Cũng thi nhau bấm niệm pháp quyết Động tác của bọn họ vô cùng nhịp nhàng Giống như được khắc từ trong cùng một hình mẫu vậy Mời con rắn nước nửa trong suốt bỗng nhiên hành hình Tung hoành giết lên trên không trung Giống như là một cái lưới lớn Chụp về phía tả quang điện. Từ khi xuất hiện đến lúc động thủ Chẳng hề chậm trễ lên một hơi Bọn đạo già huyền bào này Cứ như là những cỗ máy giết người Giết chóc lạnh lùng Hiệu suất cao Loại đạo thuật sơ khai Khảm xà chi phật này được bọn họ thao túng để lộ ra một cỗ hùng ác Lăng lệ hiếm thấy Tà Quang Điệt vẫn chẳng hề lúng túng Hai tay kéo một vắt, Một thanh đao lửa đỏ liền thành hình trong lòng bàn tay quán Công dương bạch à? Hắn tiện tay cầm lấy hỏa diễm đạo, Đạp không xoay người Đồng đoạt chém 18 con thủy xà kia Thành hai đoạn Loại đạo thộc cấp bậc Ngũ hành như là hỏa diễm đạo này Ta không đẹp vốn chẳng cần bóp quyết Nếu như bày ra cừu sát huyền âm trận Vì sao còn dùng đến loại đạo thuật nhàm chán này Để lãng phí sinh mệnh của ta Ngươi Xin ngươi đừng hiểu lầm Sự tôn trọng của ta Công Dương Bạch đột nhiên mở hai tay Vẫn đang để trước người ra Nâng lên Lên 36 đoạn thân thể bị rơi xuống của thủy xà Không chỉ không tan đi Mà còn thi nhau vọt lên Như là mũi tên bắn về phía tàu quang điệt vậy Lúc này không đợi tàu quang địch động thủ Những con thủy xà còn đang vặn vẹo Ở trên không trung kia liền tự động phân thân Một phân thành hai Hai phân thành bốn dưới sự ảnh hưởng của cừu sát huyền âm trận Những con thủy xà này sau khi phân thần Thực lực không những không suy yếu đi Mà còn mạnh mẽ hơn cả trước đó nữa Cuối cùng trở thành tràng diễn như là cả vạn con thủy xà tranh phòng Không ngừng vặn vẹo trên không trung Đạo thuật này dựa thế hợp lực mà thành Tên là thủy xà quật Đây là dây trói thủy xà được biến hóa vô cùng mới Trước đây chưa từng có có thể nói là loại biến hóa này gần như đã Đã cho dây trói thủy xà một sinh mệnh mới Khiến cho môn đạo thuật này Có không gian ứng dụng rộng lớn hơn Tất nhiên Đây chính là kết quả do Tần Quốc Đã giải công nghiên cứu ra Cũng là đòn sát thủ hiếm khi thi triển đến đối địch Tiếng rắn kêu quanh quẩn Dày đặc Chỉ trong một cái chớp mắt Bốn phía quanh người tà quang điện Đã bị vô số con thủy xà giữ tợn chiếm cứ Hắn đang bị bao vây trong hang Vô cùng vô tận Đây đã là tuyệt cảnh Thế nhưng giọng hắn vẫn rành rọt Thành lãnh nhấn mạnh từng chữ Đến cả cửu sát huyền âm trận mà doanh võ cũng điều động Quả thực là ta không còn đường sống Những cái đạo quán đồ nát này Đến cả tên cũng không có Một nơi vô danh sao có tư cách là nơi mai táng tà quang điện ta Hòa diễm bỗng nhiên dâng lên bên ngoài cơ thể hắn lửa cháy hừng hực dương đành múa vuốt lần này gặp vật liền đốt lấy một điểm lan thành mười tốc độ là cực nhanh hòa hành đạo thuật liệu nguyên lúc 17 tuổi hắn đã dùng thuật này đốt chết mấy ngàn âm ma uy chấn biên hoàng chỉ trong thoáng chốc cả một tòa thủy xà quật đều bị thiêu đốt Vô số thủy xà dễ dụa kêu riêng trong thế lửa đỏ rực Rồi tan biến thành bọt khí Tà quang đệt phóng lên trời Giữa vô số sắc thủy xà Tóc dài tung bay Khi thế hung thật Nhưng mà vào lúc này Đột nhiên có tiếng ưng kêu cao vút Một con ưng lớn màu Đến chẳng biết xuất hiện Ở trên không trung từ lúc nào Nó đột nhiên vung mạnh hai cánh về phía tà quang đệt Mấy trăm chiếc lồng sắt gào thiết lao ra Mỗi một luồng ánh sáng đều như là có một cao thủ đang dồn hết sức tung đao vậy. Dày đặc như mưa rào, chút thẳng xuống người của Tà Quang Liệt mà trực tiếp đánh hắn phải rớt lại thủy xa quật. Đào vũ phi ưng của cơ quán thú. Trên lưng phi ưng, một nam tử tôn lãng mang mặt nạ, lưng đeo dương đồng, chân trần đón gió mà đứng. Hắn ta chỉ im lặng, không thốt ra lời. Họ có thể nói lời quán đã là lấn át trong tiếng mưa Giữa sự duy trì của cửu sát huyền âm trận Vạn con thủy xà không ngừng được tái sinh Dù rằng thuật liệu nguyên rất mạnh Nhưng mà lại không thể kéo dài quá lâu Chậm rãi tiêu thất đi mất Thủ lâu tất thua Không ngừng có thủy xà tạo ra vết thương trên người Của tà quang điện Máu phun như sương Nhưng mà tà quang điện chỉ khẽ riêng rỉ Một tay vẫn huy động những diễm đạo chạm lui những con thủy xà đang tấn công về phía hắn. Vạn xà phệ thân, huyền âm quả hồn. Từ cái chán đang nổi đầy gân xanh, có thể thấy được hắn đang phải chịu thống khổ như thế nào. Nhưng mà hai mắt hắn vẫn kiên định. Một tay khác vẫn đang bấm niệm pháp quyết. Hắn chưa từng từ bỏ, dù chỉ là một khắc, một hơi. Công Dương Bạch nhìn thoáng qua nam tử trên lưng phi ứng. Không có do dự. Mở ngón tay giao nhau nâng lên trước người tóc dài tung bay rồi trời đang lặng gió bây giờ dừng tay người còn có thể đưa được về cố thổ toàn thầy bởi vì tiếp theo đây sức mạnh của môn đạo thuật này ngay cả ta cũng không thể nào khống chế nhiệt độ đột nhiên bị hạ xuống một vòng sương trắng ngưng tụ hai bên lông mày của ông ta mà toàn bộ dòng nước bên ngoài thủy xa quật đều đã đình chảy. bị một tầng băng cứng bao trùm băng này không hề tầm thường mà chính là huyền băng âm hàn vô cùng kiên cố cũng vô cùng âm lạnh đây là do công dương gia danh môn của tần quốc đã lấy sức mạnh huyết mạch thúc giục bí thuật bất truyền huyền băng địa lao Phạm là người tiến nhập địa lao này hơi thở đầu tiên sẽ bị đông lạnh Tại hơi thở thứ hai Máu trong người sẽ bị đông kết Hơi thở thứ ba Nhục thân chết cứng Thùy xà quật kết thành băng xà Huyền băng tiếp tục xâm nhập Chỉ trong nháy mắt đã đông cứng tà quang điện Sương trắng phủ kín thân thể quán Công dương bạch trầm mặt nhìn chăm chú mọi thứ Trong tiếng hít thở tiếp theo Chính là máu trong người sẽ bị đông kết Thế nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều đột nhiên nghe thấy một tiếng dòng sông cuộn trào tiếng nước mãnh liệt như đang mang theo cơn sóng cuộn cuộn. đó là tiếng máu chảy trong người tả quang điện sôi máu đốt hồn giẽm bào đang thiêu đốt tóc dài đang thiêu đốt mặt mày đang thiêu đốt huyết nhục đang thiêu đốt linh hồn đang thiêu đốt thân cùng ý bệnh cùng hồn tất cả mọi thứ đều đang bị thiêu đốt băng cứng hóa thành nước nước chảy hóa hơi dù là thủy xào quật hay là huyền băng địa long đều vỡ vụn trong nháy mắt trong hơi nước trắng xóa tà quang điện đã trở thành một người toàn thân rực lửa ta còn toàn thây hay không cũng không phải là do ngươi nói là được hắn cúi đầu nhìn hai tay đang bốc cháy hừng hực của mình lầm bầm không hồ là cấm thuật hoàng thất trong luồng sức mạnh này ta dường như thấy được chân lý của lửa sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía đào vũ phi ưng trên bầu trời đồ chơi không tệ tiếng nói vừa dứt người đã hiện ở giữa không trung nam tử mang mặt nạ đi chân trần đột nhiên điểm mũi chân cả người dùng tư thế nhảy ngược nhanh chóng hạ xuống mặc cho con đào vũ phi ưng chân quý kia bị lửa nóng hờ ngực phá hủy thành cho bụi muốn giữ mạng của ngươi thì như vậy không đủ đâu mặc kinh vũ hai tay tỏa con đệt dùng tốc độ khiến cho người ta phải hoa mắt bấm quyết chỉ trong nháy mắt đạo thuật đã thành từng đó hoa lửa rực rỡ được sinh ra từ trong hư vô không ngừng sinh sôi cả một khoảng trời đã bị lửa đỏ xâm chiếm bầu trời mặt đất Tất cả mọi thứ trong không gian giao chiến Đã bị lửa đỏ hừng hực phủ chiếu Đến ngay cả kiểu sát huyền âm trận ngưng tụ sát mây ở trên không trung Cũng như đã trở thành cùi trong ngọn lửa đỏ rực Diễm hoa đốt thành Môn đạo thuật này có thể nói là sự sáng tạo lớn nhất của thiên tài tả Quang Điệt Bởi chính tòa đã dùng thuật này phá thành trong một trận chiến Hoa lửa Mỹ lệ đến cực hạn Nhưng mà cũng mang sức mạnh cực hạn Nam tử đeo mặt nạ Tên mặc kinh vũ Trong lúc đang bay lên mở rộng hai tay Mười ngón mở ra Mỗi một ngón đều đang kết nối với một sợi tơ Những sợi tơ này đều liên kết với một chỗ trong dương đồng Đột nhiên bị rút ra Khôi lỗi phi nhã Thanh âm của hắn ta trầm thấp khàn khàn mười ngón linh hoạt như là thiêu hoa Vô số quạ đen khôi lỗi Bay ra từ trong dương che dập cả bầu trời phóng về phía những đóa hoa lửa kia mỗi một con quạ đen đều dập tắt một đóa hoa lửa nhưng mà hoa lửa dường như là vô tận quạ đen bay ra ngoài lại càng lúc càng ít công dương bạch không bằng tới sự phản phệ khi huyền băng địa lao bị phá điều động sức mạnh huyết mạch bấm niệm pháp quyết đặt hai ngón tay ở dưới cằm bỗng nhiên há mồm có một luồng xương trắng xóa bay ra từ trong miệng của ông ta nơi nào nó tới hoa lửa nơi đó liền bị dập tắt. Bí thuật huyết mạch, a à khí thành sơn. Đám cường giả ông ta mang tới kia cũng không trần chờ, nhào nhào bấm niệm pháp quyết. Đầu tiên là hai tên đạo giả cùng hết. Tụ khí. Hơi nước tỏa ra sương trắng vào hoa lửa chạm vào nhau, dùng tốc độ mà mắt thường cũng không thể thấy được tụ tập trên không trục. Sau đó lại có hai tên đạo giả phong thích đạo thuật, tích vật đám khí trắng xóa kia ngưng tụ thành mây trên không trung âm vân điệp lần này bốn tên đạo giả liên thủ mây trắng chuyển đen mây dẫn mây mây trồng mây thậm chí cả bầu trời cũng lần nữa tối sầm lại tới giờ khắc này mười tên đạo giả còn lại kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng rất an ý cùng với hoàn tất một nhịp cuối cùng của đạo thuật liên hoàn này giữa ban ngày mưa rào đột nhiên kéo tới tiếng kêu vang cả hư không những hạt mưa rơi xuống từ trên mây đen này Chính là lực xung kích thiên địa Bị người ta điên cuồng điều động Thế giới rất mạnh Uy lực hơn xa mưa tên lúc trước Một khi được thi triển ra Sẽ miệng, sẽ liên miên không dứt Không khiến cho đối thủ chết thì không dừng Thùy hành đạo thuật Bạo vũ liên trọng Chưa đủ Toàn thân của tà công đẹp đang bị lửa đỏ Thiêu đốt điên cuồng đa lớn Chưa đủ Còn lâu mới đủ khi thế quán liên tục nổ tung, bay lên khiến cho mọi người tại đây đều cảm nhận được một luồng uy áp cực đại như núi lửa nếu không phải đều là tu sĩ thân kinh bác chiến thì có lẽ sẽ phải bó tay chịu chết trước cô uy áp này cả công liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài cực viêm chi lực phần thiên trừ hải chúc dùng chân tổ nhập vào thân ta ở trong cơ thể quán một ngọn lửa khác biệt với những ngọn lửa khác bỗng nhiên bành trướng chỉ mỗi sự biến hóa này đã khiến cho quạ đen bay đầy trên bầu trời tự bốc cháy lên mây đen đột nhiên tiêu tán mười tám đạo giả của tần quốc đều thổ huyết đến cả công dương bạch cũng phải tái mật sao có thể chứ Hắn đấy đâu ra hạt giống của trúc Dung sao có thể thúc động được chân thân của Trúc dung đây chính là tả quang liệt nhỉ mà kinh vũ kịp thời chặt đứt liên hệ với khôi lỗi vì nhà. giờ phút này hắn dương đôi cánh sắt bằng cơ quan lơ lửng ở bên cạnh người công dương bạch âm thanh vô cùng ngưng trọng nhân vật gần như dùng sức một người giết ra khỏi hàm cốc quan trong đồng sức mạnh bằng chứng to lớn của lửa đỏ ta con đệt gầm thét ai có tư cách giết ta tới đây mặc kinh vũ tới đây công dương bạch Hắn tiện tay vung lên Tạo thành một con thùng luồng đỏ rực Khiến cho đám người công dương bạch Mặc kinh vũ phải liên tục lùi tránh Danh môn cái gì Thế ra Thiên tài cái gì Ở trước mặt ta Các người dám kiêu ngạo sao Trốn tránh sao Tránh cái gì Đám người yếu đuối Hèn nhát Vô năng các người Đầu ta tại đây Ai có thể lấy chứ Người có thể giết ta chỉ có chính ta Người có thể đốt hồn ta chỉ có chút dung Tả quang điện ta Dù có chết cũng là hào sảng Trói sáng Quang mang vạn trượng Phía sau hắn ở nền có một hư ảnh Thần linh uy nghiêm vô thường Tay cầm hỏa long Uy áp cường đại khiến cho người ta phải thờ ngặt Ai có thể giết ta Mặc kinh vũ đưa tay ra phía sau Muốn sốc chiếc dương đồng lên Sử dụng thủ đoạn bảo mệnh sau cùng Nhưng mà tay hắn ta không ngừng run rẩy Không thể nào sử dụng được sức lực Sốc nắp dương niệm Trong nhận thức thuộc linh thức của hắn ta Không có vùng ngoại thành Không có đạo quán rách nát Thậm chí không có bất cứ người nào Chỉ có lửa Lửa vô cùng vô tận nhiệt độ tăng vọt gần như là khuếch trương không gian Cũng trở nên vặn vẹo Cũng thiêu đốt tư duy quán ta có lẽ hắn ta còn có thể chống đỡ thêm được một lúc cũng có lẽ sẽ phải chết đi trong hơi thở tiếp theo tính bệnh của hắn ta cũng không phải là do bản thân hắn ta quyết định được luồng sức mạnh cường đại này hắn ta có khác gì là những tên ăn mày đã chết kia chứ phía chân trời có một luồng ánh sáng lao tới từ phía tây khoai mắt công dương bạch vừa nhìn thấy Đột nhiên như cảm giác được giác mạc của mình Cũng đã, đã bị tổn thương Nhưng mà ông ta cũng không kịp bận tâm tới Bởi vì trong chớp nhoáng đó Luồng ánh sáng kia đã đến tà quang điện Khẽ quấn qua Tiếng gào thét của tà quang điện đột nhiên im bặt Một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y Bỗng nhiên hiện thân Khuôn mặt của y tuấn tú Nhưng mà tràn đầy lạnh lẽo đến cùng cực Đứng nghiêm trước người của tà quang điện Y chậm rãi thu kiếm vào vỏ thành âm cũng bình thản như là chẳng hề có chút chập trùng nào đầu của tả quang điệt đột nhiên rơi xuống lăn nhanh hai vòng trên mặt đất nhưng bởi vì hắn đã thi triển thuật sôi máu đốt hồn nên không còn một giọt máu nào có thể phun ra nữa mãi đến lúc này tiếng rít như là tiếng sấm rền vang lên trên không trung đó là tiếng lúc nam từ áo trắng xuất hiện hướng tây dùng một kiếm xé không Công Dương Bạch cùng với Bạch Kinh Vũ liếc nhìn nhau Đã đồng thời nhìn thấy sự kinh hãi đến tột cùng trong mắt của đối phương Lý nhất Ta nhận mệnh Của doanh võ thiên hạ Nhưng công dương bạch Chỉ vừa nói đến đây liền ngậm miệng Không kịp nói hết lời đã cầm đầu tà con liệt lên Quay đầu phi đội về phía xa Bởi vì nam tử áo trắng kia đã chuyển ánh mắt sang người của ông ta Tóc Lông mày thậm chí cả khóe môi của y đều có kiếm ý sắc bén ánh mắt y bình thản như thường nhưng trong sự bình thản này đã mang theo khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi run rẩy y quả thực sẽ giết người giết bất cứ ai không mang tới nguyên nhân gì vô luận là nhân vật thiên tài nhận truyền thừa từ cổ lão của thánh tiện bách gia hay là một ít huyết mạch danh một không ai dám hỏi không người nào dám nhiều lời nửa chữ chỉ có những bóng lưng hốt hoảng lao về phía xa Lúc tà con đệ chết đi Hòa trùng trúc dung trong cơ thể anh ta Cũng không có tiêu tán Mà vẫn còn chậm rãi bành chướng. Sức mạnh này không phải là tới từ thứ tà con đệ có thể khống chế Hắn chỉ là một cái kiếp nổ thôi Một chất dẫn Dùng thiên tài cùng với sự quyết liệt của bản thân Để sức mạnh vĩ đại của chân thần trúc dung Có thể phát tiết ra ngoài một thoáng Một chút ở thế giới này Nam tử áo trắng giống như là không hề hay biết Chỉ tiện tay cầm chiếc lệnh bài màu đen Trao ở trước người Bình tĩnh nhìn nó chăm chú Lệnh bài màu đen kia yên lặng thật lâu Mới có một giọng nói tràn ngập bá khí vang lên Có điều Trước mặt Lý Nhất lại giống như là có chút bất đắc gì Thanh toán xong Và rất đời lệnh bài giống như là làm được Từ chất liệu phi phạm này Không thể chịu nổi giọng nói kia trong chớp mắt đã vỡ tan thành vô số mảnh màu đen Trượt ra khỏi giữa những ngón tay y Di ra mà rơi xuống Mãi cho đến khi tất cả đạo giả đã rời đi Lệnh bài trong tay cũng vỡ nát Lý Nhất mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía hòa trùng Trúc Dung đang bành chứng. Hắn duỗi cánh tay, thon gầy, trắng nõn nà, năm ngón tay khép chặt lại. Nhẹ nhàng hô. Bùm. Lúc năm ngón tay mở ra, cũng là lúc hòa trùng trúc dung nổ tung Một lượng sức mạnh vô hình trói buộc trận bạo tạc này Làm nó không cách nào có thể khuếch tán được Chỉ khiến cho thi thể của tà quân liệt nổ thành vô số thịt đắt Ngọn lửa nở đỏ rổ Ở trong mảnh thiên địa nhỏ bé Cho nên trói mắt trong thoáng chốc Chiếu sáng cả một vùng Sự mỹ lệ đến cực hạn này Chỉ có một mình y thưởng thức Lý nhất hơi nhếch khóe môi lên Nhưng chỉ trong chớp mắt liền đã tiêu tán đi Pháo hoa đã hết Y chẳng thèm để đến thiên thi thể của tà quang điện. Còn để lại thứ gì Cũng chẳng hề lưu đến chút nào Thần hóa thành một luồng kiếm chói mắt Chớp mắt đã đi xa Trước mặt tu hành giả cường đại Thì trang quốc chỉ nhỏ yếu chẳng xá gì Đối với trang quốc ba ngàn dặm mà nói Thì thành phong lâm cũng nhỏ bé như là không có mấy gì trước mắt Mà đối với chính thành phong lâm nho nhỏ, nhỏ thì vùng ngoại ô này đã bị người ta quên lãng từ lâu Trong đạo quán bị tàn phá này Không phải không có người Nhưng đó chỉ là một tên ăn mày bệnh nặng Quấn thân Đang nằm đó chờ chết Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón cái chết của mình Cũng đang chờ tử vong giáng lập Nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa chết từ đầu tới cuối đều Đã nghe trận chiến Từ đầu tới cuối Khi trận đấu kết thúc Mọi thứ trở nên yên tĩnh Hắn còn sống Hắn hẳn là may mắn Nhưng mà từ may mắn này Chẳng hề đúng với thực tế của hắn Quần áo hắn tả tươi Thân thể khô gầy Thần sắc yếu đuối bệnh thật Thậm chí đến cả hô hấp Cùng lúc cũng có lúc có lúc không Những thứ này đều đang nói lên rằng hắn vô cùng bất hạnh Thế nhưng dù sao Hắn vẫn sống Hắn nghĩ nghĩ Cố gắng xoay người Cố gắng loạn trọng đứng lên Cuối cùng cũng đứng lên được Hắn lết từ chiếc bàn thờ trong đạo quán ra ngoài Tổng cộng có 137 bước từ cổng đạo quán đến trước thi thể tà quang điện Tổng cộng là 324 bước Tên ăn mày yên lặng đếm từng bước chân Mán xê dịch Càng không ngừng tự nói với mình Phải nhanh lên Sắp tới rồi Mỗi một khối cơ bắp toàn thân hắn đều đang kêu gào phản đối Đều đang run rẩy. Chẳng ai biết hắn lấy sức mạnh từ đâu mà tiến lên dù hắn có nghị lực kinh người cũng chẳng ai xem Hiện giờ hắn đứng trước thi thể tả quang liệt Trận bôn ba này cuối cùng cũng đã đến điểm cuối Nếu như một đống thịt nát kia còn có thể gọi là thi thể Hắn chậm rãi Ngồi sồm xuống Ngồi sồm quá phí sức Cho nên hắn dứt khoát ngồi xuống Hắn bị bệnh rất nặng Từ khuôn mặt đầy vết bẩn khó phân biệt ở ngũ quan kia vẫn có thể thấy rõ sắc trắng Do cơ thể yếu đuối hư nhược gây ra Tay quán thậm chí đang run rẩy, Run rẩy tìm tòi lục loại Ở trong đống thịt nát kia Thịt nát Mảnh xương vỡ Những đoạn đứt gãy của một loại kim loại nào đó Khó mà phân biệt Một cái bình nhỏ Hắn đặt mảnh máu thịt không cách nào phân biệt được kia ra Phát hiện một cái bình ngọc chỉ còn lại một nửa Miệng bình đã bị nổ nát Chỉ còn lại nửa bụng của chiếc bình tên ăn mày đè tiếng thở dốc thô nặng của mình Cầm chiếc bình ngọc tới trước mặt Khén nhìn thấy trong bình vẫn còn sót lại một viên đan dược màu tròn đen hô hấp như bị ngưng chạy Hắn nhận ra được đó chính là viên đan dược mắn bông chờ đêm ngày Đã từng đạt được nhưng mà cuối cùng lại mất đi Khai mạch đan Đạo mạch là cơ sở của tu hành Đạo này không phải là môn đạo Mà là đại đạo Bất luận nho đạo Binh pháp Hoặc tu luyện trường phái nào khác Đều phải xem đạo mạch là con đường đầu tiên để tu hành Ở thời đại viễn cổ Cái gọi là hạt giống tu hành Chính là hạng người trời sinh đã tự tự hiền đạo mạch Nhưng mà nhân tộc không hề lấy thiên phú để quyết định cả đời Khai mạch đan chính là một trong những phương pháp giải quyết tư chất tu hành vận dùng sức mạnh của đan dược, Hiền hóa được đạo mạch của thân thể Cũng có thể kích phát sinh cơ thiên địa Bồi bổ nục thân Đưa vào huyết khí Từ đó bắt đầu bước lên con đường tu hành Nói tới thì So với những khí cụ đã bị nổ tung của tà không điện Thì khai mạch đan cũng chẳng thể tính là chân quý nhưng mà đối với tên ăn mày đã lên vào đường cùng này mà nói Thì đây là chìa khóa duy nhất mở ra bảo tàng trong nhục thân quán Thiên cổ gian nan duy nhất tử Mệnh đáo tuyệt đồ Khất thiên ẩn Bây giờ tên ăn mày đã lấy được chìa khóa hy vọng quán Hắn vô cùng thành kính Dùng hai tay run rẩy nâng bình ngọc Đưa đôi môi run rẩy Nhắm ngay miệng bình Ngửa đầu ngã xuống Bên cạnh là đạo quán đã đổ nát im ắng Xa xa là xác nhóm người ăn xin Bên người là xương thịt vỡ vụn Giờ phút này ánh tà dương sắp tàn lặn Mây trên trời thưa thớt Thi thể la liệt nơi hoang dã còn tên khất cái bệnh tật Thì đang uống đan dược Khai bạch đan lăn xuống đầu lưỡi Hóa thành một dòng nước ấm Theo họng xuống Tàn khắp toàn thân Tên ăn mày khép mở hai mắt Giờ phút này có hàng ngàn hình ảnh Đang hiện ra ở trong đầu anh Quang năm cố gắng Xuân thu luyện kiếm Lùng bắt đạo đặc chém giết tội phạm đến cuối cùng hắn một người một kiếm thoát khỏi vòng vây của bầy phỉ tặc tây sơn toàn thân đều là máu lúc này mới đổi lấy được một viên khai mạch đan hắn đã phải dùng bao nhiêu năm để có thể tới gần thế giới siêu phàm đây hắn dùng hết toàn lực để phấn đấu không giây phút nào là dừng vật lộn cùng tranh đấu để mà tiến lên hắn đã phải như thế nào mới đi được tới bước này đây mẹ chết sớm Phụ thân bệnh nặng rồi chết Cũng tiêu tán hết chút tài sản ít ỏi còn lại trong nhà Hắn một thân một mình Dãy ruộng cầu sinh Từ ngàn dặm tranh đua mới thi được vào đạo viện Trăm cây ngàn đắng độc chiếm ngôi đầu bảng Trong sự cạnh tranh khốc liệt ở ngoại viện Cuối cùng Mới lần đầu tiên đã được chìa khóa đến thế giới siêu phẩm Thế nhưng viên khai mạch đan kia Lại bị người hắn tín nhiệm cướp mất Hạ độc Vây diệt Hắn liều chết giết ra một con đường sống Vì để tránh bị truy sát mới lẫn vào trong đám người ăn mày này Vốn định chờ đợi thời cơ Nhưng mà thân thể đã không cách nào có thể kiên trì được nữa Hắn càng ngày càng yếu Cuối cùng chỉ có thể vô vọng Nằm trên chiếc bàn đầy rơm rạ Yên lặng mà chờ chết Hắn cố gắng kéo thân thể yếu ớt đi ra chính trường tìm kiếm chỉ là vì sự không cam tâm trong lòng không nghĩ tới có thể nhặt được một viên khanh bạch đạn vì sao tồn tại mạnh như tà quang điện mang theo một viên khanh bạch đạn bên người nguyên nhân trong chuyện này đã bị chôn theo truyền kỳ quán kết thúc chẳng ai có thể biết được nhưng mà câu chuyện về tên ăn mày lại bởi vì vậy mà tiếp diễn người ta thường nói làm vận mệnh khó dò cùng lắm thì cũng đến thế này mà thôi Tên em mày ổn định tâm thần Cảm thụ sự biến hóa khó có thể hình dung trong thân thể Hắn cảm giác được từ trong ngõ ngách trong thân thể Tàn ra một nguồn sức mạnh ấm áp Dùng cách thức nào đó bắn Không cách nào có thể hiểu được Dạo chơi qua thân thể Cuối cùng hội tụ ở cột sống quán Quá trình này vừa chậm chạp Vừa rõ ràng Không biết qua bao lâu có một luồng sức mạnh yếu ớt chạy từ trên sương cột quán di chuyển theo sống lưng chạy lên cảm giác này giống như là có một con run nhỏ bơi ngược dòng sông mà lên vậy quá trình này rất khó khăn nhưng mà sức mạnh ấm áp truyền đến từ các bộ phận trong thân thể không ngừng tiếp sức cho nó cuối cùng con run nhỏ này cũng đã vượt qua được quãng đường dài đằng đẵng của sống lưng đi thẳng vào thiên đình Kỳ tích đã xảy ra Hắn tự như là thấy được ánh sáng trong thân thể Từ tứ tri bách hải Từ mỗi một góc trong thân thể Đều bộc phát ra sự ấm áp Hắn không còn cảm thấy lạnh Không còn cảm thấy yếu ớt Không còn cảm thấy đau đớn nữa Đạm mạch đã hiện Sinh cơ được bồi bổ Tên ăn mày mở ra hai mắt Còn người lấp lánh có thần Hắn cảm thấy trên người mình tràn trề sức mạnh cuối cùng hắn đã có thể nắm giữ được số mạng một lần nữa đạo mạch quán đã hiện đến mặc dù đạo mạch chân đinh mới chỉ là một con run rất nhỏ nhưng mà điều này cũng mang ý nghĩa hắn có thể chính thức bước vào con đường siêu phạm phi thiên đột điểm xuất nhập thành bình đã không còn chỉ là ước mơ không thể với tới được một ngày kia trời mà những đại nhân vật như là công dương bạch mặc kinh vũ Thậm chí cả tà quang liệt Có thể làm Hắn cũng có thể Tên ăn mày đứng lên Nhìn chăm chú đống thịt nát ở dưới chân Sinh ngưng vọng tử Mở màn tiếp nối kết thúc Hắn mai táng tà quang liệt Cùng những tên ăn mày kia ở bên ngoài đạo quán rách nát dù đạo mạch hắn mới hiện Tinh được tràn đầy Cũng phải là một mạch Đến trăng lên giữa trời mới xong Một chuyện nhỏ có lẽ vô dụng Nhưng mà đối với hắn đây là hành động thực tiễn của đạo lý Mặc dù đám ăn mày kia lựa chọn vứt bỏ hắn khi nguy hiểm tới gần Nhưng mà trước đó Cho lúc hắn sắp chết cũng không vứt lại hắn Mặc dù không thể mời Mời y hỏi thuốc cho hắn nhưng mà ít ra cũng cho mấy ngụm nước uống Bằng vào những điều này Nếu dưới tình huống có đủ khả năng Cũng nên giúp bọn họ an nghỉ trong lòng đất Không đến mức đời này phải chịu khổ Kiếp sau còn không nơi đương tưởng Con người tin tưởng rằng Chỉ có nhập thổ mới có thể vi an Được đại địa rộng lớn vô biên ôm đấy Thì linh hồn chết đi mới có thể yên nghỉ Cuối cùng tên anh mày đứng trước bộ phần của tà quang liệt Người chôn ngài không phải là hạng vô danh Thành Phong Lâm Quận Thanh Hà Tràng Quốc Giờ anh chàng tên anh mày đứng trước mộ nhỏ Trên thân bụi bẩn Trên tay bùn dơ Lưng lại thẳng tắp vô cùng Thản nhiên nói ra tên của mình Khương Vọng ngài cũng không phải chết tại nơi vô danh. Nơi này tên là hoàn chân quán. Mặc dù chữ viết trên biển nát khó phân biệt, tên cũng không có nổi tiếng. Nhưng vì ngài, chắc chắn người đời sẽ biết tới nó. Nói xong những lời này khương vọng cuối người nghiêm túc bái cầu ngài trên trời có linh, có thể yên nghỉ. một cái vái này không chỉ bởi vì khai mạch đan mà Tạ quang liệt lưu lại mà còn là sự biểu hiện của lòng chắc ẩn cùng khâm phục quán ta dành cho người dưới mộ bằng nhân vật như Tạ quang liệt đáng nhận được sự tôn trọng của người khác tối nay với lúc trăng tròn ánh sáng sáng trong chiếu lên ngôi mộ mới trong u tối phẳng phất có một tia gió nhẹ phất động khương vọng nhìn thấy từ trong phần mộ của tả con địch bay lên một tia sáng bạc chậm chậm bay lên dưới ánh trăng hộ tụ thành một mặt trăng khuyết màu bạc nho nhỏ nó trôi nổi ở chân ngôi mộ mới tại nơi khương vọng đụng tay tới lộ ra sự thần bí mà cao quý đây là hắn vươn tay bắt lấy trăng khuyết màu bạc mắt đột nhiên tối sầm lại trong bóng tối mênh mông vô tận vang lên một giọng nói ôn hòa âm thanh này giống như là ẩn chứa thiên địa chi lý đại đạo ảo diệu vừa nghe liền có thể khiến đầu óc hắn ta minh mẫn cùng ngành chủ nhân phúc điện động chân khử sau một cái nháy mắt một điểm sáng tiếp theo đó lại là có vô số điểm sáng xuất hiện Vô số ánh sáng che lấp thị giác Đợi khi thị giác khôi phục không Vọng nhìn thấy trong bóng tối mình bồng trước mắt có một ngôi một trời sao sáng Đang sao đậm Mà phía trước trời sao Có một thiếu niên mờ ảo lơ lửng Hai con người người này trong sáng Mũi cao, thẳng Về mặt ôn hòa giống như là không hề có một chút công kích nào Chỉ khẽ khẽ mỉm môi Mới lộ ra một tiêu quật cường Trừ một thân đạo bào không nhìn thấy ra chất liệu trên người Thì không có bất cứ trang sức nào khác Khương vọng sừng sốt Bởi vì thiếu niên này chính là hắn Tuy rằng quần áo không giống So với hiện trạng bản thân hắn thì sạch sẽ sàng khoái hơn nhiều Nhưng mà sao hắn có thể không nhận ra diện mạo của chính mình được chứ Mà hắn đang lấy một góc độ nào đó tạm thời không thể hiểu được theo nghĩa phi thị giác Nhìn chính hắn Đạo nguyên phản hồi không đủ Tầng 19 đại diễn đạo Phong ấn Giọng nói ôn hòa kia lần nữa vang lên trong trời sao mình mục Tầng 18 đại diễn đạo phong ấn Tầng 2 đại diễn đạo phong ấn Mỗi một câu nói này xuất hiện Trời sao trước mắt liền ảm đạm đi một phần Khương vọng định thử lý giải tất cả chỗ quan sát được Vẫn lại tiếp tục nghe thấy Đài luận kiếm tam phẩm phong ấn Đài luận kiếm tứ phẩm phong ấn Giống như trước đó Kéo dài thẳng một mạch Đến đài luận kiếm bát phẩm phong ấn Mới dừng lại Khương vọng không hiểu ý nghĩa của nó Nhưng mà hẳn là liên quan đến Thực lực thấp bé của hắn Tà Quang Điệt mới là chủ nhân phúc địa động chân khư Chứ không phải là hắn Cùng lúc đó Hắn quan sát được trong tầm mắt Còn nổi lơ lửng một nhóm văn tự Chưa từng thấy qua Văn tự này hoàn toàn khác biệt Với tất cả các văn tự của trang quốc bản đã học Cực kỳ lạ lắm Nhưng mắt lại hiểu được rõ ràng ý nghĩa Của dòng văn tự này Công 1850 điểm Trong lúc Khương Vọng suy nghĩ cái bản thân kia bỗng nhiên tiến về phía trước một bước Hợp hai làm một vén Quá trình này ngắn đến mức chưa đầy một cái hô hấp không vọng hoạt động tay chân một chút Đều như ý cả Trong cái thế giới thần bí này Theo một ý nghĩa nào đó Hắn rốt cục cũng có được thế thực, thực thể Mà một khắc sau Sao trời mênh mông trong hư không bỗng nhiên quay cuồng Một luồng sao trời sáng chói Đầu vọt đến Hắn ngập trong trời sao Thời gian trôi qua dường như đã mất đi ý nghĩa Lúc hương Vọng lấy lại tinh thần xuất hiện trong một không gian tiên khí mờ mịt Đồng thời trong đầu chảy qua rất nhiều tin tức Đây là thế giới của Thái Hư Huyễn Cảnh Hắn đang đứng ở phúc địa động chân khư Trong sự bao bọc của thế giới này Hắn bắt lấy trăng quyết màu bạc tên là Hư Thượng Chìa khóa tiến vào nơi này Nó đem linh, linh thức của ký chủ kéo vào Thái Hư Huyễn Cảnh Nhờ sức mạnh của sao Thái Âm Mọi thứ ở đây được mô phỏng theo hiện thực Trừ việc sẽ không gây ra tổn hại với nhục thân của ký chủ ra sao So với tình huống chân thực cũng không khác biệt Đài diễn đạo là nơi thôi diễn công pháp đạo thuật Thôi diễn tiêu hao cần thiết Chính là công Đài luận kiếm thì chuyên dùng để tu giả khác Luận bàn tranh tài Thải tá hư huyễn cảnh Công sinh ra nhiều từ trong chiến đấu Nếu như chiến đấu cung cấp Thắng thì thêm công Bại thì trừ công Còn vượt cấp khiêu chiến thì sẽ tương ứng và tăng điểm Ngoài ra còn có cách khác Chẳng hạn như Động thiên phúc địa định kỳ sẽ sản xuất công tương ứng Trong 72 phúc địa Xếp hạng thấp nhất là phúc địa Đông Hải Sơn Mỗi tháng sinh 100 công 36 phúc địa xếp hạng phía dưới Mỗi lần thăng một cấp cộng thêm 10 công Còn 35 phúc địa phía trên Mỗi lần thăng một cấp cộng thêm 100 Phúc địa động chân khư của tà quang điện chiếm cứ hạc 23 Mỗi tháng có thể sản xuất 1850 điểm công Bây giờ chính là tài sản riêng của Khương Vọng Mặc dù chưa rõ ràng hiệu dụng cụ thể Nhưng mà Khương Vọng đã nghe được tiếng nhịp đập kịch liệt của bản thân Nơi này Nơi này Thế giới sao trời rực rỡ này tựa hồ ẩn dấu bí mật cực kỳ to lớn. Nó chỉ hiện ra ở trên đại diễn đạo. Nó chỉ mới hiện ra đại diễn đạo với đại luận kiếm mà đã phát động một thế giới mênh mông dậy sóng. Diễn đạo trong phúc địa luận kiếm dưới sao trời hùng vĩ biết bảo. Mà trước đó Khương Vọng thậm chí đến tên của nó đều không có nghe qua Nhất thời từ đáy lòng hắn dậy sóng Khó có thể bình tĩnh Bại đến khi hắn đưa mắt nhìn một hư ảnh bóng mặt trời ở bên trên Thấy một nấm văn tự Chủ nhân Phúc Địa Mười lăm ngày sau sẽ tiếp nhận khiêu chiến của chủ nhân Phúc Địa Thanh Ngọc Đàn Xếp hạng thứ 24 Thất bại bị giáng cấp Nằm chữ đen tuyển như mực Chữ chữ Nặng ngàn cân Bên ngoài hoàn chân quán Phía trước ngôi mộ mới Khương vọng chật mở mặt Mặt trăng bạc nhỏ kê rơi vào trong lòng bàn tay quán Biến thành một ấn ký trăng bạc trên đó Rồi dần dần biến mất Nhưng mà khương vọng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó Nó không có bất cứ uy năng nào nhưng mà khi Khương Vọng đồng ý niệm nó Sẽ xuất hiện trở lại Liên kết với sao thái âm Giúp cho linh thức quán tiến vào thái hư huyện cảnh Có điều Khương Vọng cũng không có thăm dò thái hư huyện cảnh quá lâu Hiện giờ án ở ngoài ô hoang dã Không phải là nơi có thể an tâm mà thăm dò Chưa nói tới Sau khi dư chấn chiến đấu của những tu giả cường đại ở đây tiêu tán Liệu sẽ có tu giả từ thành phong lâm vội vàng chạy đến điều tra hay không? Thì với Khương Vọng mà nói Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm Nếu như hắn nhớ không lầm Ba ngày sau Chính là thời gian tuyển sinh Của nội viện Phong Lâm Đạo Viện Một khi bỏ lỡ thời điểm này Hắn sẽ rất khó có thể tìm thấy được cơ hội Cơ hội để báo thù Bởi vì chỉ có vào nội viện Mới thực sự được Trang Quốc thừa nhận Là đệ tử Đạo Viện mà đệ tử đạo viện là không thể khinh nhục Chứ đừng nói đến việc đánh giết Cuối cùng Khương Vọng đưa mắt nhìn lại đạo quán tàn tạ Mà đang ẩn náu nhiều ngày hết một lượt Rồi đạp trên trăng sáng xải bước đi xa Cỏ dại bọc phía trước cửa đạo quán rách nát khẽ động Một cơn gió thổi qua Khiến cho ánh trăng tràn xuống tấm bảng cũ đã nằm trên đất nhiều năm Chứ biết trên đó hầu như đều đã nhòe đi nhưng vẫn có thể thoáng thoáng Thấy được hai chữ Hoàn chân Chẳng chiếu qua ngôi mộ mới Gió thổi cây xào xạc Như ai đó thở dài Thành phong lâm thực ra không quá nhỏ Thậm chí đối với nhiều thế hệ người dân sống ở đây thì nó chính là cả thế giới ngoại trừ thành chủ đại biểu cho ý chỉ của trang quốc gia thì ba họ trương phương vương chính là chủ nhân nơi này màn đêm dày đặc cửa sau của ỷ thúy lâu bị mở ra giữa tiếng cười nói đáy đà của các tỉ muội một người đàn ông cổ cao bị mở toang lững thững bước ra người nóng nực đầy mùi rượu vẻ mặt đầy mãn nguyện Hắn ta tên là Phương Đắc Tài Chữ Phương này có được cũng không có dễ Kể từ đời ra ra quán ta đến giờ Thì gia đình bọn họ đã phục vụ trong Phương gia ba đời Nên mới được ban cho chữ Phương làm họ Bán ta cũng chính là tâm phúc của Phương gia Mới dư giả Mỗi tháng đều có thể vào ỷ Thúy Lâu một lần hưởng hoan lạc Sau khi mạnh mẽ niết chặt một vị nữ tử xinh đẹp Hắn ta cười to rời đi Tỷ nhiên xinh đẹp tức giận nhìn hắn ta Trong miệng đầy oán hận Lầm bầm mấy câu Mãi cho đến khi bóng lưng quán ta đã khuất xa trong ngõ Mới phun ra một câu Đột chó cậy thế chủ Rồi đóng mạnh cửa lại Cũng vì vậy nên nàng mới không chui đến một người đàn ông Quần áo rách dưới đang ở gần phía sau của phương đắc tài Phương Đắc Tài cũng đã kẻ có chút bản lĩnh Vợ cảm thấy có điều gì đó không đúng Hắn ta đến bất ngờ Dơ quyền quay lại Nhưng mà đối phương chỉ tiện tay đánh một trường Đã đánh gãy quyền cước quán ta Người kịp lập tức bóp lấy họng quán ta Tung cả người hắn ta lên trên không trung Rồi đập mạnh vào tường So với sự đau đớn trên khuôn mặt Sự hít thở khó nhọc Thì điều càng khiến cho hắn ta sợ hãi hơn Chính là gương mặt của người đối diện gương mặt điềm đạm kiên định của khương vọng, phương đắc tài kinh hãi dễ dụa rít lên hai tiếng từ trong cổ họng đang bị bóp chặt là ai sai phái người? Phương gia hay là Phương bằng cử chuyện này còn ai dám tham dự trong rượu hạ độc gì? Sao người lại quen biết vết Tàn Phỉ Tây Sơn? Khương Vọng chậm rãi hỏi xong những chuyện này Đến một khắc trước khi Phương Đắc Tài nghẹt thở Mới thản nhiên buông lòng tay Bây giờ chậm rãi nói cho ta biết Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua ánh trăng Chúng ta còn rất nhiều thời gian Gió đêm nhẹ nhàng đầy mây mà đi Loãng thoáng che đậy ánh trăng Trong ngõ hẻm Tiêu nói chuyện nhỏ như là tiếng thì thào của quỷ thần. Một đêm này bầu trời đầy gió thổi, trăng sáng treo cao Người chưa chết đã lại trở về thành. À mình xin phép ngừng tập đầu tiên của bộ truyện ở đây. Và Tiến Phong hy vọng là mọi người hãy giúp Tiến Phong chia sẻ rộng rãi cái video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều bạn biết hơn đến bộ truyện Cũng như là giúp kênh có thể Phát triển bộ truyện này nhé Xin cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo